chỉ luống uổng mệt nhọc hoàn toàn không ích lợi điều thi ca ai có thể giữ gìn tiếng vang vân vân chăng Thiền đế thích bạch bạch đại đức không thiện hiện bảo nếu người nào muốn bảo vệ các bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thì cũng như vậy luống uổng mệt nhọc hoàn toàn không ích lợi. Kiều Thi Ca, các chúng Bồ Tát thực hành bát nhã ba làm mật đa sâu xa, mặc dù biết các pháp đều như tiếng vang vân vân, nhưng không quán thấy cũng chẳng chỉ rõ được ai có thể an trụ như thế, thì chính là hành bát nhã ba làm mật đa. Bấy giờ với năng lực oai thần của Thế Tôn, nên khiến cho bốn đại thiên vương, đại phạm vương và trời đế thích vân vân, cùng tất cả thiên chúng ở thế gian